Rồi, Trại Bò Thanh Tính xin chào anh em. Mình còn lại là ba em đít muối, một em 3B với một em kem ha. Mình quay mấy con bò đít muối độ này cho anh em xem này. Đây, cái con này là con siêu xám. Quay kỹ cho anh em xem, mà sáng giờ là bò nhiều quá cho nên là mình quay không có kỹ. Đây, chân cẳng đây. Đó. À, quay xa nè. 6 tháng bò nghe anh em. Như mấy con này á, thì nữa anh em nói nuôi chung á, là mình nuôi có công á, thì nó phải lên như cái con mà sáng con đen của mình vậy đó. Lúc nhỏ nó cũng vậy đó anh em, chứ không phải mà kêu nó đích chị thì mấy con này không phải vậy nha. Nó anh em nuôi khoảng chừng tầm 2 tháng nữa thì nó lên như vậy đó anh em. Mấy con này nó lẹ lên dữ lắm, chứ không phải như mấy con thường. Đít nó cũng khía như kia vậy đó. Con này là con siêu xám ha. Nó nang này anh em thấy nè. Cái kia thuộc dạng là nó bò lỡ, nó 8 tháng nó bò lỡ thì cái đó ít người bán lắm anh em. Bò đó thì thuộc thì ông chủ nhà cũng hứng không bán. Còn bà chủ nhà thì bà không bán. Cái gì con? Trời ơi, bò này như trâu quá. Con này thì nó bự hơn hết anh em, bự hơn cái con đó. Con này 6 tháng rưỡi, nó bự hơn một chấm bò nè. Cái lưng nè, một gang tay của mình đó, thấy không? Cái cổ này ngóc cái cổ lên coi, một gang hết anh em, cổ tay nhỏ rứt luôn. Nếu như mà anh em có theo dõi kênh mình thì cái con bò này nó cái mẫu như con bò mà gần gần đít muối gần gần của mình, mà mình kêu con bò dư gan á, ngày 19 á, là con này y hệt như con đó luôn á, nhưng mà con này đít dữ hơn đó nữa. Nghe thấy không, chân cẳng nè, 6 tháng rưỡi nha em. Như mấy con này á, thì đít muối này á thì nữa là nó lên như cái con đen hồi sáng vậy đó anh em. Nói chung mấy con này thì nó phải rẻ tiền cái con hồi sáng thì quá trời. Nuôi tầm 2 tháng nữa thôi là nó lên như mấy con đó vậy đó. Chứ anh em thấy cái con đó thì cái xương nó cũng đâu bự không đâu. Thì đít muối thì nó phải vậy đó anh em. Xương nó go gì đó. Lớn theo độ tuổi. Chứ nhà mà ông nói trời đít muối lâu lớn gì đó. Nó lớn chứ sao không lớn được anh em. Quay gần cho anh em xem ha. Hai cục nữa nè. Mấy con bò này vô đợt nó mới có ha, chứ không phải dễ kiếm hết nè, lâu lâu. Quá trời cái đít này. Hết hồn cái đít chưa. Cái mặt chà bá luôn nè, cái mặt cho anh em xem. Mỏ dữ thần không. Mặt nè, hết hồn cái mặt chưa. Được. Xương móng này, móng đứng hết nè. Đuôi cạnh đuôi chà bá lửa luôn á, không phải nhỏ đâu. Bò này ghê lắm. Hồi sáng thì nói chung là nó đứng chung với cái con kia mình nhìn không có hết nổi bò. Tại con kia nó quá trời, nó bự quá trời, nó chiếm mình 2 lần con bò này luôn. Sao mình nhìn kỹ con bò này được. Quay lên mình cho anh em xem ha. Rồi. Con đít muối. Con đít muối số 3 rồi. Đây. Em đít muối số 3 đây. Ba bê. Cái con ba bê này á, nó sẽ rẻ hơn cái con Barbie xám đó là 500 ngàn hết nè. Tại vì đây cái lưng nè, một gang tay của mình. Tại vì cái con đó đó, nó thuộc là con siêu xám, nó phải mắc tiền hơn 500 ngàn. Hàng cũ là ok luôn anh em. Xương cũng coi coi, lớn theo độ tuổi chứ đít muối nè. Đít muối là nó phải vậy đó nè. Gang tay đây anh, cạnh đuôi trên mua lưng đó là biết rồi. Muối cục cục này. Con này cũng 6 tháng nó bằng con siêu xám luôn, cao tầm 1 mét. Còn lại tổng số là 5 con, 3 con đít muối, con 3B. 3B này thì là 6 tháng rưỡi. Cái này thuộc dạng thiếu thốn ha.
Đó là cái chế độ thiếu thốn. Về thiếu thiếu thốn thì dễ nuôi anh em, nó cũng cái lưng nó một gang tay đó chứ không phải thường đâu, đường gang tay của mình đó. Mỏi bự lắm, chân cẳng là ok đó. Trời ơi anh em con qua bể đang siêu sắm nè, siêu sắm nó màu lớn lắm anh em, ăn uống là ok. Trại mình ở ấp Tư, thành phố Cầu Kè, Trà Vinh hết anh em. Anh em có nhu cầu thì liên hệ mình, thường bọn mình về cuối tuần hết anh em, thứ bảy chủ nhật về mình đi bắt rồi gửi thứ bảy chủ nhật đem về. Có độ thì vô đợt lâu lâu nha, chứ không phải là có quà. Kem đẹp đó thì lúc nào cũng có, còn dạng như đít muối nè là lâu mới có nghe nè. Rồi bây giờ người ta điện mình ta đi câu bò nữa nè. Bò này quá trời bò luôn, hết hồn. Xin cảm ơn ok ha. Rồi thông qua cái video này thì mình cũng cảm ơn anh em đã xem video cũng như là đăng ký cái kênh của mình. Anh em nếu mà thấy kênh mình hợp lý á, có thích thì nhắn cho mình một like. Rồi anh em nào mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh của mình. Ví dụ như mình không có mua thì mình đăng ký để mình coi, mình tham khảo giá bò. Rồi nói chung là coi mẫu bò đẹp hết anh em. Mình sẽ sẵn sàng trả lời những anh em nào muốn tư vấn về việc mẫu bò độ với lại cũng như là giá cả ha. Nhưng mà mình nói trước ha, có một số anh em á có con bò độ thấy kênh của mình xong bắt đầu điện mình hỏi giá, dò giá xong rồi kêu mình bán. Cái đó thì nói chung mình chơi cái chiêu đó thì mình hơi bị sốc hơi bị sốc anh em. Nhưng mà không sao, nói chung thì giá cả thì bò độ thì bây giờ giá thì không có rẻ rồi, nhưng mà giá nó hợp lý là được rồi, chứ đừng có so kiểu như. Nói chung mình mua bán thì phải cho mình lại chút đỉnh anh em. Còn mà chiêu mình xuống cái so ông bà mình bán vậy, rồi sao ông bà ta chiêu vậy mình mua rẻ quá thì nói chung không phải cho mình sống chút đỉnh. Mấy con này thì mẹ 3B không hết nè, chứ không có mẹ kem nào mà đẻ được gì đâu ha, không có mẹ kem mẹ gút nào mà đẻ được bò mà đăng cấp gì đâu ha. Anh em thấy cái con bò mẹ 3B nó đẻ ra là cái chân của nó phải thẳng, còn những con kem hoặc là con gút nó đẻ ra cái chân nó không phải thẳng nữa nè, chân nó dùng ngộ lắm. Mấy con này là chân thẳng băng ha, đứng móng đứng đàng hoàng, đó mới là gọi là F2 chánh cống, là từ con mẹ 3B đẻ ra. Dương bò này là con mẹ 3B nè, con mẹ 3B F1 đẻ nó lên. Con bò này là da con siêu xám, nhưng mà nó còn lai con mẹ nó ra nè. Hết hồn con bò vậy. Con bò như vậy mình đâu có mua rẻ cho người ta được hết nè. Cũng thiết bò. Bò này trong mình nó khoảng chừng 80 kg thịt. Rồi. Xin chào anh em ha. Hẹn anh em lại cái video sau. Cảm ơn anh em đã xem video của mình ha.